câu được bóng cá khổng lồ. Còn việc để câu được bóng sáu thì trước tiên mọi người cần luyện tập trước. Mọi người qua bên cái khu nghỉ dưỡng cho mình nha. Sau đó mọi người lôi một cái thuyền ra và dùng bất kỳ cái cần câu nào cũng được. Nhưng mà lưu ý cho mình bấm vào dấu cộng này để lấy cái mồi luyện tập. Yên tâm là sẽ không mất tiền nha. Và khi mọi người dùng cái mồi này thì auto nó sẽ ra bóng sáu. Ngay đây mình sẽ chỉ cho mọi người một cái mẹo mà dù gặp bóng to cỡ nào thì mọi người cũng sẽ không bị đau tim nha. Đó chính là thay vì nhìn bóng cá thì mình sẽ tập trung vào cái phần ở trên đầu của nhân vật. Khi nó xuất hiện dấu chấm than là mình lập tức bấm liền. Vì cái màu của dấu chấm than nó sẽ khác với màu nước biển, thế nên là mọi người sẽ nhìn dễ hơn và đỡ bị hồi hộp hơn nữa. Thế nên là sẽ không có chuyện bị hụt bóng cá đâu nha. Hiện ngang đây mới là cái phần hồi hộp và cần mọi người tập trung cao độ nhất nè. So với những cái bóng trước đó thì cái bóng 6 này nó sẽ ghi cái dây câu của mọi người trong vòng từ 2 tới 3 phút. Thì lúc này chúng ta cần canh ngay cái khúc mà nghe cái tiếng bụp kèm với cái bọt biển trắng xóa nổi lên thì nhanh tay bấm giật cần nha. Cứ kiên trì như vậy trong 2-3 phút thì mọi người sẽ câu lên được cá. Còn ai dùng cái mồi câu thử thì chỉ lên được cái cục màu đen này thôi nha. Một lưu ý quan trọng là mọi người không được bấm liên tiếp vào cái nút giật cần, vì nếu mọi người giật bừa bãi thì sợi dây nó sẽ chuyển sang màu đỏ, và nếu mọi người bấm 2 lần thì coi như là đứt dây luôn.